Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, ba đối tượng Lê Minh Hiếu, Lê Hoàng Toại và Bùi Văn Cường trú tỉnh Đồng Nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ. Trước đó, lực lượng công an bắt quả tăng đối tượng Hiếu đang mang ma túy bán cho người nghiện, thu giữ khoảng 20 g ma túy đá. Qua điều tra mở rộng, công an đã tiến hành bắt Toại và Cường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Toại và Cường, cơ quan công an thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến việc mua bán ma túy. Vụ việc được bàn giao công an thành phố Biên Hòa điều tra làm rõ.